Sợ bị vợ mắng vì hút thuốc, tài xế dùng nước súc miệng và dính nồng độ cồn. Bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, anh Hát vi phạm ở mức 0,072mg trên 1 lít khí thở. Phân trần với cảnh sát, anh này cho rằng do mình hút thuốc và sợ bị vợ mắng nên đã dùng nước súc miệng Listerine. Đêm ngày 24 tháng 5, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã ba Miếu Đầm, đại lộ Thăng Long. Tại đây, cảnh sát đã dừng xe hàng chục trường hợp ô tô và xe máy, qua đó phát hiện nhiều trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Tài xế dùng nước súc miệng dính nồng độ cồn. Lúc 20 giờ 42 phút, tổ công tác phát hiện tài xế NVH, 38 tuổi, quê Nghệ An, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37L1533XX có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện anh Hát vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,072mg trên 1 lít khí thở. Khi được tổ công tác thông báo mức vi phạm, anh Hát tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và phản ứng lại. Anh này cho rằng bản thân vừa đi công tác ở Hưng Yên về. Trên đường đi do có hút thuốc mà nhà lại đang có con nhỏ, anh Hát sợ bị vợ mắng nên đã dùng nước súc miệng Listerine để cho hết mùi thuốc lá. Sau khi nghe anh Hát giải thích, tổ công tác đã đưa người và phương tiện vào chốt làm việc. Tại đây, tổ trưởng tổ công tác cho anh Hát ngồi nghỉ ngơi 15 phút và dùng nước lọc. Sau đó, cảnh sát tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn với anh Hát thì kết quả cho thấy anh này không có nồng độ cồn trong hơi thở. Cảnh sát sau đó đã để anh Hát trở về nhà. Liên tiếp phát hiện tài xế xe máy có độ cồn vượt mức kịch khung. Tiếp đó, lúc 20 giờ 55 phút, tổ công tác phát hiện tài xế DGP, sinh năm 1996, quê Thái Bình, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29L1446XX có biểu hiện phóng nhanh và nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tài xế B vi phạm ở mức 0,484mg trên 1 lít khí thở. Cảnh sát cho biết đây là mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn. Với vi phạm này, tài xế B sẽ bị xử phạt 7,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục dừng xe máy mang biển kiểm soát 29AA177XX do tài xế LDTT, sinh năm 1980, quê Phú Thọ, điều khiển. Qua kiểm tra, tài xế T vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,653mg trên 1 lít khí thở. Nói với cảnh sát, anh T cho biết do trời mát nên hôm nay anh đã cùng với một số người bạn ra quán bia để uống vài cốc, nhưng không ngờ lại vi phạm ở mức cao như vậy. Với vi phạm này, tài xế T sẽ bị xử phạt 7,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Lúc 21 giờ 22 phút cùng ngày, tổ công tác tiếp tục dừng hai xe máy liên tiếp. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tài xế xe máy DDT, sinh năm 1984, ở quận Bắc Từ Liêm, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29L1388XX vi phạm ở mức 0,697mg trên 1 lít khí thở. Đây cũng là mức vi phạm vượt mức kịch khung về nồng độ cồn. Cảnh sát tiếp tục kiểm tra đối với tài xế HVV, sinh năm 1982, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29L5569XX qua kiểm tra. Anh về vi phạm ở mức 0,125mg trên 1 lít khí thở. Nói với cảnh sát, anh V cho biết bản thân vừa cùng với anh T uống bia và đang trên đường trở về nhà. Với vi phạm kể trên, anh T sẽ bị xử phạt 7,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Còn anh V sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 11 tháng. Ngoài các trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung kể trên, theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, trong đêm ngày 24 tháng 5, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 6 còn phát hiện nhiều trường hợp xe máy vi phạm nồng độ cồn khác. Tuy nhiên, mức độ vi phạm thường dưới 0,25mg trên 1 lít khí thở. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, đại diện tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, đối với các trường hợp cho rằng bản thân họ vừa sử dụng nước siro, nước súc miệng mà thổi qua máy kiểm tra nồng độ cồn có kết quả vi phạm, thì tổ công tác sẽ cho người dân nghỉ ngơi trong vòng từ 15 đến 20 phút. Sau đó, cảnh sát sẽ tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn để đảm bảo sự khách quan.